Giới tinh chi nhận định tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 tháng 6 năm 2022 đến thời thoát khổ, giàu nứt đấu đổ vách nếu biết điều này. Chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát, và thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, chúng tôi xin mến chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, trong cuộc đua của 12 con giáp thì con Tuất là con vật đại diện cho sức mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Và bởi vậy, những người tuổi Canh Tuất đa số họ sống tự lập, trưởng thành sớm và có tính cách mạnh mẽ, kiên định. Những người tuổi Tuất này thì họ có rất nhiều những ước mơ, hoài bão và ý chí cực kỳ lớn, không ngại khó khăn, nguy hiểm. Và về sau thì đương nhiên với những cố gắng của mình thì họ cũng có được những cái thành tựu lớn trong sự nghiệp. Tử vi tháng 6 âm lịch năm 2022 nhâm dần của 12 con giáp có những luận cứ cho thấy rằng tuổi Canh Tuất có vận trình hung cát đan xen. Nhưng nếu chỉ cần cố gắng nỗ lực hơn một chút nữa thôi, chỉ cần biết nắm bắt được vận mệnh của mình, thì những quý vị gia chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong năm 2022 nhâm dần này vẫn sẽ vất lên như diều gặp gió, và đặc biệt đó chính là tháng 6 âm lịch. Thưa quý vị, được cục diện tam hợp với thái tuế của năm, nên trong năm 2022 nhâm dần này thì những gia chủ tuổi Canh Tuất vẫn sẽ có được sự tương trợ từ quý thần, và từ đó vận trình công danh sự nghiệp họ được hanh thông, ở con đường tài lộc cứ vậy mà rộng mở thanh thang. Ngay sau đây, để cho quý vị có thể nắm rõ được vận trình của những quý vị gia chủ tuổi Canh Tuất trong tháng 6 âm lịch, xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 mệnh thoa xuyến kim là người khá bảo thủ, làm việc luôn cẩn trọng và nghiêm túc. Chỉ cần giao việc cho con giáp này thì chắc chắn là cấp trên có thể yên tâm, dù là chuyện tồi tệ đến đâu họ cũng có thể vén mây để thấy trời quang. Họ có lòng tự tôn cực kỳ cao, đã làm gì sẽ làm đến cùng. Theo phong thủy lộc tài, dù gặp chuyện khó khăn trở ngại, họ cũng không bao giờ nghĩ đến việc ỷ lại vào người khác mà luôn cố gắng nỗ lực hết mình, dồn hết sức lực, không làm thì không bỏ cuộc. Bản tính của người này thích giúp đỡ người khác, nhưng không hiểu vì sao có duyên giúp người hay là chưa biết cách để giúp người cho khéo, mà kết quả thường thấy là họ sẽ tự ôm rắc rối vào mình. Bước sang tháng 6 âm lịch thì những người tuổi Canh Tuất hầu hết đều đã xây dựng được một nền tảng sự nghiệp ổn định. Tuy đôi khi vẫn còn gặp khó khăn nhất định, nhưng mà với sự quyết tâm và nỗ lực hết mình thì cuối cùng bạn cũng giải quyết được mọi chuyện ổn thỏa. Bản mệnh nên quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề gia đình, đặc biệt là nữ mệnh, đề phòng phải xảy ra xung đột nghiêm trọng. Xét về thiên can, canh dương kim gặp đinh âm hỏa nên gọi là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Canh Tuất cần phải chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tháng này cho thấy công việc tiến triển đều đặn nhưng khó có được bước phát triển nhảy vọt, cần kiên trì tiếp tục việc mà mình đang làm, chớ nên vội vàng muốn chứng tỏ bản thân, lấy lòng lãnh đạo vì như thế có thể gây nên phản tác dụng. Người làm kinh doanh sản xuất cũng không nên vội vàng mở ra quy mô, nếu như không dễ vướng rắc rối trong các thủ tục pháp lý thì chúng ta cũng sẽ dễ bị lừa gạt. Thầy Gia Cát nhắc nhở người tuổi này cần phải lưu ý hơn đến các mối quan hệ xã giao, nên dĩ hòa vi quý là hơn. Bản mệnh không nên vì chuyện nhỏ mà phát sinh mâu thuẫn cãi cọ với đồng nghiệp. Bản mệnh nên tập trung làm việc của mình, đừng lo chuyện bao đồng. Và dù làm gì thì cũng nên thận trọng từ lời nói đến hành động của bạn, đều có thể gây ra mức ảnh hưởng khá lớn và thậm chí là khiến bạn vướng vào những rắc rối phiền phức không đáng có. Các quý vị gia chủ nên dành thời gian để bồi dưỡng kiến thức chuyên môn của mình, để đến khi thời cơ xuất hiện bạn đã ở trong tư thế sẵn sàng nắm bắt. Năm nhâm dần 2022, thái tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Canh Tuất để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tài chính trong tháng nhìn chung bình ổn, không đến mức suy giảm nhưng cũng không quá rực rỡ. Tiền kiếm được đều đặn nhưng không nhiều, nhất là với những người làm đầu tư hoặc buôn bán. Ngoài ra, bạn cũng cần chú ý vì tháng này có dấu hiệu phá tài, và nếu bạn không biết cân đối tài chính thì tiền của bạn sẽ không cánh mà bay. Bạn cũng sẽ mất một khoản lớn cho con cái, có thể là xin việc hoặc cưới hỏi. Bạn cần làm và xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này.
Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mấy quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của gia chủ Canh Tuất trong tháng 6 âm lịch không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tinh thần có phần không được tốt như các tháng trước đó do bị chi phối bởi tình trạng công việc. Bản mệnh cần giữ bình tĩnh mỗi khi giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn. Đừng nên chủ động ẩu đả với người khác, dễ khiến cho bản thân mình bị tổn thương. Trong cuộc sống hàng ngày thì bạn cũng nên chú ý chế độ làm việc nghỉ ngơi, đồng thời sinh hoạt thể dục thể thao đều đặn để duy trì sức khỏe. Các quý vị gia chủ Canh Tuất hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Canh Tuất. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Theo tử vi năm 2022, tháng 6 âm lịch này, chuyện tình cảm của những người tuổi Canh Tuất khá ảm đạm, bản mệnh không thường xuyên dành thời gian cho gia đình của mình, quá mệt mỏi và áp lực khiến cho gia chủ dễ mất kiên nhẫn, nổi nóng với người thân của mình. Gia đình bạn vào tháng này cũng sẽ gặp một số chuyện không hay, có xảy ra xích mích nhẹ giữa cha mẹ và con cái. Canh Tuất nam mệnh là chủ gia đình, tiếng nói của bạn sẽ được tôn trọng, nên đứng ra để giải quyết mâu thuẫn. Canh Tuất nữ mệnh là người mẹ, người vợ trong gia đình, bạn cần phải ôn hòa trong lời nói cư xử và hãy là tấm gương tốt để con cái noi theo. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022, tháng Đinh Mùi năm Nhâm Dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy, tháng Mùi lục hợp Ngọ, tam hợp Mão và hợi thành mộc cục, xung sửu, hình sửu, hại tí, phá tuất và tuyệt sửu. Đối với những người tuổi Canh Tuất trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 4 tháng 6 năm 2022, tức ngày 2 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thìn, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch, ngày 16 tháng 6 năm 2022, tức ngày 14 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Mậu Thìn, có nạp âm Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch, ngày 28 tháng 6 năm 2022, tức ngày 26 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Canh Thìn, có nạp âm Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Canh Tuất trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 3 tháng 6 năm 2022, tức ngày 1 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Ất Mão, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch, ngày 15 tháng 6 năm 2022, tức ngày 13 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Đinh Mão, có nạp âm là Lâu Trung Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 27 tháng 6 năm 2022, tức ngày 25 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Kỷ Mão, có nạp âm Thành Đầu Thổ. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Tốt sinh năm 1970 trong tháng 6 âm lịch, và chắc hẳn quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà phong thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.